kinh sách càng nhiều càng lệch con đường của Đức Phật. Xưa Đức Phật còn tại thế, không cho viết kinh sách, vì sợ các đệ tử dẫn đạo vào tâm, nên Ngài chỉ nói cho tu tập, mà không cho ghi chép lại. Đến sau này, Kiết Tập mới có ghi chép. Nhưng từ khi có ghi chép, người ta khó chứng đạo, chỉ vì họ dẫn đạo vào tâm quá nhiều, rồi phát triển những kiến giải, tưởng giải, viết rất nhiều kinh sách, làm lệch con đường của Đức Phật. Đạo Phật bây giờ là Đạo Phật triết lý, Đạo Phật khoa học, Đạo Phật siêu việt, Đạo Phật tâm lý, Đạo Phật mê tín. Đạo Phật nhiều như vậy nên không có một tôn giáo nào hơn Đạo Phật được. Thật ra Đạo Phật không có dạy triết lý, không có dạy mê tín, không có dạy khoa học, không có dạy siêu việt, không có dạy tâm lý. Đạo Phật chỉ là một đạo đức nhân bản nhân quả thuần túy của con người, để hướng dẫn con người trên thế gian này có một đạo đức thoát ra bản chất của loài động vật, cầm thú. Nhưng chỉ có những người phải biết sống một đời sống an vui, không làm khổ mình, khổ người, sống thanh thản trước những diễn biến của nhân quả, và luôn luôn lúc nào cũng làm chủ nhân quả. Trưởng lão Thích Thông Lạc. Trích Thiền căn bản, trang 73 đến 74, nhà xuất bản Tôn giáo.